Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Trong phiên xét xử tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho các bị cáo Đặng Thị Hằng Ni, sinh năm 1977, quê Quảng Ngãi và Trần Văn Sĩ, sinh năm 1957, quê Trà Vinh nói lời sau cùng. Bị cáo Hằng Ni khóc, bị cáo Hằng Ni nói: "Kính thưa hội đồng xét xử, đại diện viện kiểm sát, Trước hết là tôi xin lỗi. Thời gian qua, tôi chịu rất nhiều mất mát trong phiên tòa hôm nay. Viện kiểm sát có quyền nên tôi không dám tranh luận lại. Trong quá trình tôi bị tạm giam hơn một năm, các cơ quan tố tụng chỉ làm việc với tôi hai lần. Lần làm việc thứ hai, tôi nói rất rõ tôi đã gửi đơn cho công an và yêu cầu ngăn chặn bà Hằng ăn nói phản động để không gây tổn thương cho tôi, gia đình tôi và cơ quan tôi công tác. Tôi mong hội đồng xét xử xem xét toàn bộ vụ việc hoàn cảnh của tôi. Trước đó, luật sư bào chữa cho biết mẹ bà Hằng Ni đã qua đời. Hiện bà Hằng Ni còn cha già hơn 80 tuổi. Luật sư đề nghị xem xét hoàn cảnh của bị cáo này để giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo Trần Văn Sĩ thì mong được miễn trách nhiệm hình sự của bản thân và đồng phạm. Ông Sĩ cho biết đã rất thấm thí những phân tích của đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng theo lời bị cáo này lý do xin miễn trách nhiệm hình sự vì hiện nay dư luận đã không còn quan tâm đến bà hằng nên tính chất mức độ phạm tội không còn nghiêm trọng nữa bị cáo trần văn sĩ nói tôi thấm thía những lời của kiểm sát viên và chân thành nhận lỗi sai của mình tôi gần nửa thế kỷ lao động cống hiến nửa năm qua thật sự quá kinh khủng với tôi tôi mong hội đồng xét xử xem xét lại chiếu cố tôi vì tôi đã lớn tuổi bệnh tật ở phần luận tội, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Đặng Thị Hằng Ni một năm 6 tháng tù đến 2 năm tù, bị cáo Trần Văn Sĩ từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù cùng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Trong phần bào chữa, 10 luật sư đều đề nghị hội đồng xét xử tuyên hai bị cáo mức hình phạt bằng thời gian tạm giam là đủ răng đe giáo dục và khoan hồng đối với hai bị cáo. Riêng luật sư bào chữa cho bị cáo Hằng Ni đề nghị viện kiểm sát rút khung hình phạt từ khoảng 2 xuống khoảng 1 đối với bị cáo Hằng Ni. Bởi bị cáo Hằng Ni chỉ thực hiện hành vi phạm tội một lần đối với một người là bà Nguyễn Phương Hằng, Hằng Ni chưa từng bị xử lý hành chính. Đồng thời, luật sư cũng cho rằng Hằng Ni phạm tội trong trạng thái bị kích động về tinh thần. Từ hành vi phạm tội của bà Hằng xúc phạm nghiêm trọng danh dự uy tín nhân phẩm của Hằng Ni 29 lần trong hai vụ án được nhập lại, đã được Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên bà Hằng 3 năm tù. Vì vậy, theo luật sư, việc kiểm sát áp dụng tình tiết định khung gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trực tự an toàn xã hội đối với bị cáo Hằng Ni là chưa phù hợp quá nặng. Bên cạnh đó, luật sư đề nghị hội đồng xét xử áp dụng các tình tiết giảm nhẹ cho hàng Ni, gồm người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, người phạm tội là người có thành tích xuất sắc trong công tác khi hơn 20 năm công tác tại báo Sài Gòn giải phóng, bị cáo Ni được nhận hơn 20 bằng khen, giấy chứng nhận của Bộ Tài chính, Hội nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng Giải báo chí Quốc gia, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh là người có nhiều đóng góp trong công tác thiện nguyện, phạm tội trong trường hợp vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng. Ngày 1 tháng 3, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân đối với hai bị cáo Đặng Thị Hàn Ni và Trần Văn Sĩ. Được xét hỏi đầu tiên, bị cáo Trần Văn Sĩ thừa nhận từ tháng 8 năm 2021 đến ngày 16 tháng 10 năm 2021, bị cáo còn sử dụng YouTube phát các thông tin về bà Nguyễn Phương Hằng, ông Huỳnh Uy Dũng, công ty Đại Nam, quỹ tử thiện Hằng Hữu. Theo lời khai của bị cáo sĩ, ngày 15 tháng 8 năm 2021, bị cáo có phát nội dung Nguyễn Phương Hằng sử dụng chất kích thích để chửi bới nghệ sĩ cho đá miệng, công ty cổ phần Đại Nam nợ nần chồng chất, vay mượn của nhiều người, nhiều doanh nghiệp khi chủ tọa hỏi không có kiểm chứng thì bị cáo lấy đâu ra những thông tin này để đưa lên mạng xã hội bị cáo sĩ im lặng trước câu hỏi này bị cáo sĩ thừa nhận việc đưa các thông tin chưa kiểm chứng này lên mạng xã hội gây bất lợi cho bà nguyễn phương hằng ông huỳnh uy dũng và công ty đại nam bị cáo thừa nhận cáo trạng truy tố là đúng không oan sai khi được hội đồng xét xử hỏi về việc có lên mạng xã hội phát thông tin xúc phạm bà Nguyễn Phương Hằng hay không, bị cáo Hàn đi khai, sáng ngày 3 tháng 9 năm 2021, bà Hằng có phát thông tin xúc phạm mình nên đã lên mạng tìm hiểu và sau đó bị cáo livestream trên Facebook phản bác lại với nội dung bà Hằng có ngồi sổm trên pháp luật. Về nội dung tố cáo bà Hằng, tên thật là Nguyễn Thị Thanh Tuyền, có liên quan tới 5 cam, bị cáo Hàn đi khai, trong phiên xét xử bà Nguyễn Phương Hằng trước đó, có nêu rõ tên khác của bà hằng là nguyễn thị thanh tuyền bị cáo hàn ni khẳng định các thông tin liên quan tới đời tư của bà nguyễn phương hằng đưa lên mạng xã hội là đúng sự thật và bị cáo căn cứ vào một phần thông tin và nội dung trong các bài báo chính thống đã đăng về bà hằng bị cáo hàn ni tỏ ra bức xúc khi bị bà hằng xúc phạm vu khống nhục mạ làm gái tống tiền doanh nghiệp phản động theo bị cáo các thông tin bị cáo đăng trên mạng xã hội không nhằm mục đích xúc phạm bà hằng mà bị cáo đưa thông tin về việc bà hằng là người bình thường là một công dân phải thực hiện theo quy định của pháp luật việt nam khi được hỏi về việc đăng thông tin về đời tư của bà hằng có xin phép bà hằng không bị cáo hàn ni trả lời bị cáo không biết bà hằng là ai chỉ tới phiên tòa xét xử bà hằng bị cáo mới gặp và biết bà hằng nên không thể xin phép bị cáo khẳng định tại thời điểm đăng thông tin về bà hằng bị cáo đã tìm hiểu và biết luật thông tin cá nhân Luật bí mật cá nhân chưa được ban hành nên việc bị cáo lấy thông tin về đời tư của bà hàng trên mạng xã hội rồi đăng tải không phải là tiết lộ bí mật đời tư cá nhân. Dù thừa nhận hành vi của mình là sai, nhưng bị cáo Hàn Ni cho rằng bản thân không nghĩ việc làm của mình tới mức phải xử lý hình sự. Theo đại diện viện kiểm sát, hai bị cáo Đặng tỷ Hàn Ni và Trần Văn Sĩ đã lợi dụng các quyền tự do dân chủ thực hiện nhiều buổi livestream trên không gian mạng, phát ngôn có nội dung bịa đặt biết rõ thông tin không đúng sự thật hoặc thông tin chưa được kiểm chứng, xúc phạm nghiêm trọng uy tín danh dự cá nhân, đưa lên không gian mạng những thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của bà Nguyễn Phương Hằng, giám đốc công ty cổ phần Đại Nam và ông Huỳnh Uy Dũng, chồng bà Hằng, trái quy định của pháp luật. Trong quá trình xét hỏi, bị cáo Hàn Ni cho biết công tác trong lĩnh vực pháp luật khoảng 20 năm, do đó đại diện viện kiểm sát đánh giá bị cáo Hàn Ni đang có nhận thức sai lầm về pháp luật. Đại diện viện kiểm sát dẫn chứng, ví dụ trường hợp A đánh B thì B có được quyền đánh lại A không? Đại diện viện kiểm sát hỏi bị cáo Ni, bị cáo Ni đáp, bị cáo được quyền chống trả trong giới hạn cho phép. Viện kiểm sát nói, bị cáo chỉ được phép chống trả trong trường hợp không còn cách nào khác, không còn phương pháp giải quyết nào khác. Theo kết luận của công an thành phố Hồ Chí Minh và công an tỉnh Bình Dương, có tổng cộng 29 lần bà Ni bị bà Hằng xúc phạm nghiêm trọng danh dự nhân phẩm. Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, các kết luận giám định cũng như lời khai của các bị cáo, vị đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Hàn Ni mức án từ 1 năm 6 tháng đến 2 năm tù, bị cáo Trần Văn Sĩ từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù cùng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Ngày 1 tháng 3, Công an quận Long Biên, Hà Nội bằng các biện pháp nghiệp vụ đã tìm thấy bốn mẹ con chị Hát ở Vĩnh Phúc, trước đó nghi nhảy cầu Đông Trù. Hiện tại, sức khỏe bốn mẹ con chị Hát hoàn toàn bình thường. Cơ quan công an đã liên hệ với người thân để đón về. Trước đó, như đã đưa tin, vào khoảng 7 giờ 24 phút ngày 1 tháng 3, đội cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Long Biên nhận tin báo có người nhảy cầu tại cầu Đông Trù ngay sau đó đơn vị đã xuất xe đến hiện trường khi lực lượng chức năng có mặt hiện trường để lại một ô tô thư nhắn lại người nhà là chồng bốn đôi dép một người lớn ba trẻ em nội dung bức thư để lại anh à em mệt mỏi lắm rồi anh nói anh áp lực trong cuộc sống vậy bốn mẹ con em sẽ giải thoát cho anh hết áp lực nếu có duyên kiếp sau chúng ta vẫn sẽ là gia đình tạm biệt anh mẹ xin lỗi các con đã phải khổ theo mẹ sau khi hình ảnh và thông tin được đăng tải đã thu hút hàng trăm bình luận chia sẻ đa số đều mong bốn mẹ con bình an một số bình luận cho rằng đây chỉ là hành động dọa dẫm do mâu thuẫn gia đình bên cạnh đó nhiều người lên án suy nghĩ hành động dạy dột kéo theo các con cùng quyên sinh của người mẹ Đến 8 giờ 21 phút cùng ngày, đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Long Biên đề nghị chi viện đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên sông, công an thành phố đến tham gia tìm kiếm. Đồng thời, đội cảnh sát giao thông đường thủy số 2, phòng cảnh sát giao thông cũng triển khai cano phối hợp cùng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đường sông tìm kiếm các nạn nhân nghi vấn nhảy cầu từ khu vực chân cầu Đông Trù đến cửa dầu ngã ba sông Hồng sông Đuống cơ quan chức năng cũng đã liên hệ người nhà chị hát để xác nhận thông tin từ những dấu hiệu bất thường để lại hiện trường như các đôi dép đều sắp xếp trật tự trên xe ô tô đồ đạc ít bị xáo trộn lực lượng cảnh sát hình sự cảnh sát khu vực cũng tỏa đi các nhà nghỉ xung quanh khu vực tìm kiếm Đến khoảng 10 giờ 40 phút cùng ngày, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng đã tìm thấy chị Hát cùng các con nhỏ ở địa điểm an toàn. Chị Hát bước đầu cho biết giận dỗi chồng nên làm hành động dạy dột trên để gây áp lực. Hiện cơ quan chức năng đã ổn định tinh thần cho chị Hát để về đoàn tụ cùng gia đình. Các lực lượng tìm kiếm trên sông ứng trực trên cầu Đông Trù đã được lệnh rút.